Chào các bạn, rất vui hôm nay Trầm Hương Hoàng Gia chúng tôi có điều kiện sang chỗ vườn anh Tuấn thầy chùa. Thì các bác vừa mới lấy một cái phôi này về để định hình. Đây, cây này phường anh định hình hoa mòn này. Đây, anh em đã dọn mấy cái cành bên ngoài mới lại ở phía trên của cái thân trực. Tôi quay cho các bạn nhìn cái hình dung cái hiện trạng bây giờ. Những cái vùng nào mà cắt thì nhựa vẫn còn nguyên ấy. Đấy, các bạn hình dung ra. Nếu các bạn cần thì kéo lại cái lúc đầu của cái clip ấy, thấy. Nhìn còn phải lui, còn phải vá view chứ. Mà nhìn cái cây này vá bao lần. Cái ánh sáng này. Nó bị thay đổi suốt thì đâm ra là 4 năm rưỡi rồi vá bao lần. Nhiều khi còn phải mua cả cái cây. Tôi quay ở cái chỗ làm trực tiếp thì đâm ra là cái nó không có khung tranh. Các bạn thông cảm nhé. Hình ảnh nó có thể không được nét lắm nhưng mà quan trọng là thực tế. Đây các bạn đấy, những cái cành nhỏ anh em cắt này, các bạn nhớ là có ở đây có một cành khá to nó lao ra đây à? Đó, bỏ đi mấy cái vùng này đấy, chỉ cần giữ lại mấy cái cốt này rồi, cái vùng cốt này để làm hai cái đoạn chuyển. Thế còn cái đây, bỏ cái tay chỗ này khá to này. Chỗ cái lu này hóa thạch như viên đá rồi. Chỉ gì đi đá chứ không viên như thế đó. Ông anh em trêu nhau đá thì... Đây, đang thắc mắc cái chỗ này. Không biết là tại sao ông lại chưa bỏ cái này. Cứ nghĩ clip này khả năng nó dài đấy. Xuống mà xem. Nhiều lắm. Đấy. Đây gọi là nhát đao định mệnh. Đây. Mình đây. Nhiều tiền lắm. Đấy. Đây em nhìn đồ. Cần nào lắm đấy. Bạn này. Tùng đỡ hộ cái ngọn cái. Này, cái cành này, chỗ anh cắt anh ấy chuyển cái vấn đề, thế tay hai chuyển sang cái hướng khác. Chỗ này về sau chia ra thành hai hướng để làm bông tàn này, một hướng bên này này, một hướng bên kia. Đó. Còn cái vùng này là ngắt đi. Nhìn cái đoạn này nó đơ quá, cũng như bên này như thế này. Đó. Có nghĩa là chỗ này là đây này, cái bên này là để cái hướng để đi của chi đấy. Đây. Thế còn tại sao tôi quay tập trung vào chỗ mà cái thân hoành là cái mà cái chỗ này là nó nét phá lớn này. Thế còn cái chỗ này bên này cái dây buông này, anh bỏ luôn à, dây trống ấy. Thì hai cái vùng bên này này, vùng bên kia này, là cái đoạn chuyển này. Đoạn chuyển để ra chi nhỏ hơn của cái tay một đấy. Đấy, thì một cái vùng ngoài, từ chỗ cái cưa ra là bỏ. Thank you.
Đấy, các bạn nhìn này, thớt cây nho. Đây, cho tay vào này, 45 phân đường kính đấy. Đấy, hay là cái thớt ở trên cái vùng cổ này cũng thế, không nhỏ đâu. Như này nó quá nhiều vân luôn. Quá giả đúng không? Này, bác Tuấn với em Tùng. Này, đúng rồi. Cắt ra, cắt lên cái nhìn kia mà, nhìn đầu gấu kìa. Nhìn như nó lực sĩ. Mày mà thích đầu gấu thì bây giờ bảo nó cắt phát đến đây luôn này. Như lúc ấy bảo thằng Đạt đi. Trời mỗi mỗi cục ấy thôi đúng không? Từ cục dưới hắt lên. Đảm vậy. Đấy. Bác Phương, bác ấy đang xử lý cái vùng thân hoành. Tôi muốn quay đây, cái chỗ này bác ấy cắt mất phần cái cành nó ra ngoài này. Bây giờ đang cắt cái phần bên này. Chưa hiểu là ông ấy tính tiếp thân ông lấy ở đoạn nào ấy. Vâng, em hạ cho cái giá ít mức rồi anh ạ. Vì ông ấy cũng đọc cái ông ấy cũng được bán cái vạch nó giá nó thấp quá. Ông không. Vâng. Ở đây thì mỗi anh em mỗi ngành mỗi nghề. Thế nhưng mà có một cái sở thích chung là thích cái nghệ thuật. Thế âm ra là cũng tụ họp ở đây. Đấy, đoạn co này chuyển của thân rất đẹp. Tân hoành. Nói chung là học lại lớp sơ ra sơ ra. Này lớp sơ cấp thôi. Mở lại lớp sơ cấp cho. Đúng rồi. Cho tôi hiểu. Đúng rồi, chết dở này hỏng rồi. Đây, hôm nay bác Tuấn bác ấy ngày đẹp rời, ngày 16 nhất lộc. Ông ấy bác ra ông cắt cây. À. Đấy, cây này là đấy bác ấy xử lý gọn mấy vấn đề tay cành cơ bản. Nó ra như này. Nói chung là ăn hay thua là còn cái phần xử lý phía sau cái vùng bệ mới lại vật lại dáng ấy. Nó mới là phức tạp. Về cơ bản thì cái chỗ này là bác tính là cây trực hoành rồi. Đấy, nhưng mà cái phần mà định hướng để đi tiếp cho cái vấn đề tiếp thân của cái con hoành ấy đang phải tính thôi. Bởi cái khẩu nó đang còn cũng không nhiều. Đấy, một cái thứ hai là cái vùng bên ngoài nó đang bị mại thân. Nó bị hỏng. Đấy, nó đang bị hỏng nhiều rồi. Nên từ cái vùng này, từ cái vùng phía trong và dao của cái vùng mới cắt ấy, đấy đi ra ấy, nó còn ngắn lắm. Đây là cái đoạn này, cái đoạn này, đấy nó đang ngắn ấy, đấy, đang tính thôi. Đang tính thôi. Tôi lấy led cái đoạn này, led đoạn này xong rồi. Anh em coi nha, tại quay nó hơi ngược sáng. Đó. We'll be right back.
Cây này mà nhận công cắt 40 triệu có ổn không hả anh Đương? Cây mua 30 triệu nhưng mà công cắt 40 triệu. Bình thường. Cây không đồng công cắt cả 100 triệu vẫn phải chấp nhận. Mỗi một bảng nó khác nhau thôi. Phải tính cái giá trị của hình. Cái rễ buông này, lúc mới đầu nó bé xong bây giờ nó phát triển to, nó làm cho cái thân thắt rồi còn bé tí này, cộng thêm cái rễ này nữa nó ép cái thân này bây giờ còn bé hơn nhiều so với cái rễ này, chứ đừng nói cái rễ khu này. Đấy, anh em phải bóc ra. Đấy. Thứ nhất bóc ra nó sẽ lộ được cái vùng chạy của cái thân hoành. Đây tôi quay sang hướng này các bạn sẽ nhìn thấy. Tất nhiên lúc hoàn thiện thì nó sẽ rõ hơn. Thế nhưng mà bây giờ mình đang quá trình làm thì cũng vừa làm vừa phân tích thôi. Đây các bạn nhìn thấy không? Đấy, bóc ra một cái nó lộ luôn cái vùng chạy. Đấy. Rất chi là hay nha. Đấy 70-80 nghìn một mét mà. Đây là được tạo hình. Thế còn cái vùng mới cắt nó phẳng này. Đó. Thế nhưng mà tôi đang thắc mắc ở chỗ là tại sao mà cứ đục cái vùng lõi gỗ này, ông không đục cho nó lồi ra mà ông cứ đục lõm vào. Tôi nghĩ là đục lồi ra thì về sau nó vén sẹo, nó đục sẹo lồi luôn. Đấy, nhưng mà đây cái vùng đục này bác cứ đục lõm vào. Đấy, tôi quay cái mặt này nó dễ nhìn. Cái thảm trải sàn bực sân đó. Khấu ấy, anh Tuấn ạ, à, nó đắt hơn thì nó tốt hơn, tại vì sân khấu nó để nó đi lâu ngày ấy, nó để cố định ấy. Đây này, cái này thì vẫn nó tốt hơn này anh Đấy, để cố định nó đi. Anh Phương, em hỏi tí. Giải thích cho anh em cái chỗ này cái là tại sao mà bác đục cái chỗ này nó cứ ở vùng lõi gỗ là cứ lõm vào mà lại không lồi ra. Lồi ra thì có phải được sẹo lồi không? Thì lúc nãy đã bảo rồi, như một con hoa hậu chỉ có rốn nó lõm thì nó mới được làm hoa hậu, còn nó rốn nó mà lồi ra thì làm sao được làm hoa hậu. Có nghĩa là như thế là cái vùng đục lõm cái này là về sau nó vén sẹo nhìn nó có chiều sâu à? Ừ. Đúng không? Chỗ này hơi đau đầu tí. We'll be right back.
từ những cái vùng nhỏ thì bác cũng tạo hình theo cái nguyên tắc như vậy, chứ không phải là cắt xong vứt đấy, để cái mặt nó phẳng như này xong rồi nó kéo sẹo đó, để về sau nhìn nó đơn điệu nó xấu, vì cái biên dạng này là cái biên dạng cố định. Thế còn nguyên tắc của nghệ thuật đẹp là nếu phải là những cái biên dạng mà không cố định là một với hai là phải là những cái biên dạng cong nó mới đẹp, chứ còn biên dạng phẳng hay là tròn có nghĩa là những cái hình mà hình phổ biến ấy, không như những cái bé này thì không cần, những cái bé này là để nguyên chỉ có gọt mép xung quanh thôi, vén nhanh tùy từng cái là làm lõm vào mấy cả chạy zigzag là trừ những cái sẹo to to nhưng mà bé này thì không cần. Thế sao cái bên kia anh đục cái bên này thì anh không đục, mà trong khi là diện tích cũng tương đương nhau, diện tích tương đương nhau, như cái này là cái còn nuôi tiếp và cái này là cái sẹo cố định là không sử dụng nữa này. Còn cái này nó sẽ kéo rất là nhanh nhưng cái này nó sẽ chậm bởi vì nó không có cái tiếp xúc để rút nó. Nên cái ý cần phải làm mỹ thuật. Rồi. Có cái phần làm triệt để đúng không? Tức là cái vùng ấy còn không biến được nhiều. Còn cái vùng đầu nó biến được nhiều thì cũng không cần thiết lắm. Ba cái đục tôi chuyển sang đây bên ấy, nhìn cho nó, các bạn nhìn cho nó dễ mà nó cứ được cái phần được tạt bớt đi. Đấy, vùng này nè, các bạn dễ nhìn nhất rồi. Tôi zoom lên. Vải nhung à? Đó. Vải nhung đỏ rồi. Cái lượng cái vùng mà tạt bớt đi. Là xong về cái tạo hình ở hai cái mặt hớt này rồi. Đây cái vùng này là anh Phương anh đang bỏ cái rễ chính to ở chỗ cái thân hoành này này, bóc này. Đấy, các bạn nhìn này, rễ thô
Phải dễ cái đường kính phải đến 6-7 phân trở hết. Xuống ấy chưa? Xuống con số 7 hay là 8 chưa? Hay vẫn 6? Cân đi. Không, em bây giờ là 56 cân rưỡi thôi. Nhưng mà xuống hôm nọ là xuống 6 cân thì bây giờ là... À bây giờ là 6 cân rưỡi, thêm 1 cân rưỡi thôi. À từ hôm ấy là cũng xuống được 5 lạng rồi à? Còng cơm chưa? Thế thôi. Vì là đợt này là em gọi là mình chỉ giữ thôi chứ là không được. Anh từ đầu năm đến bây giờ anh cũng lên được phải được lạng ấy. Mùa đông này nên là phải béo tí ôm như ấm em ạ. Cây này Phượng anh định hình hoa mòn này. Tất nhiên là về chi tiết thì dạng tới hay vẫn chỉnh thêm nữa. Nhưng mà bây giờ làm cũng nhiều. Đây một thứ hai là cái giai đoạn này là thời tiết ở ngoài Bắc này nó cũng bắt đầu là nó hanh khô rồi. Thì đông ra là anh ấy vẫn còn có những cái điểm phải làm nhưng mà chưa tiện làm bây giờ. Thì để đến khi nào mà cây nó khỏe lại thì xử lý tiếp. Bởi vì là làm nhiều quá cây nó yếu.
Đây, các bạn nhìn này, cảm cây cao như cắt trụi này, bệ rễ đục tan nát đi, nên là cây nó sẽ yếu đi nhiều. Thế nhưng mà về cơ bản thì ba cái định hình, cái khung dáng là ok rồi. Đây, cái bệ dọn ra đây. Đấy, các bạn nhớ có dây ngang này không? Đây, một cái dây dọc này, dây rất to đúng không? Bao hết rồi. Đây, một cái dây này nữa này. Đây, bên này có dây nối đây, cắt đi này, cái vùng này. Đây, bên này, vùng này bóc này. Chỗ này bóc đi này. Đó. Thế còn cái vấn đề mà hai cái thân thì ba cái định hình là một trực, một siêu. À, cái phần này thì đi tí hoành nó lên siêu. Đây có cái điểm cắt cút đây. Đây thân trực đây. Và chuyển dáng hoàn toàn đấy, chuyển dáng hoàn toàn so với cái cốt ban đầu. Bầy dọn dài, các bạn nhìn cái phần thân thích không? Nhìn phê luôn. Đây hay là cái vùng rễ này, nó bết lại như là một khối luôn, cây rất giỏi. Đây khu này có dễ rất to, nó trống từ trong ra đấy. Bây giờ anh chặt hết thì để một cái phần nhỏ để về sau nó tạo nu thôi. Vậy là cái tổng thể cái cây này là cái quá trình định hình, cắt hạ, đục tạo hình các cái vùng chân bệnh, các cái vùng dễ thừa, dễ sọc, những cái cơ bản định hình như vậy. Nếu các bạn thấy clip hay thì hãy cho chúng tôi một nút subscribe, một nút like, một nút chia sẻ. Nếu các bạn có những ý kiến về các đường hướng để làm vẽ bóng, định hình, chọn mầm tay cành về sau ấy, thì các bạn cứ comment nhé để trao đổi. Thì nếu mà cái cây này mà còn ở vườn ấy, thì đến cái giai đoạn nào thì tôi sẽ tiếp tục tôi quay cho các bạn. Càng được nhiều giai đoạn thì càng tốt, để chúng ta trao đổi. Như ví dụ sử như ở anh em ở đây cũng tranh luận là ví dụ sử như các cái vùng ở mấy cục đá ở đây này, hay ở đây này có tách bỏ đi hay không này, đó. Rồi hay là ví dụ sử như cái vùng rễ này này về sau tạo hình tiếp kiểu gì này. Nói chung là cái này thì tất nhiên là các bác làm các bác ý tưởng rồi, nhưng mà bây giờ chưa thích hợp để làm, thì dạng tới tương lai sẽ khi nào cây nó khỏe, nó phát triển đến độ làm được thì mới làm tiếp. Có nghĩa là cái quá trình định hình nó sẽ có nhiều giai đoạn các bạn ạ, chứ không phải là làm phát ăn ngay đâu. Làm phát ăn ngay nó nguy hiểm lắm, nhất là giai đoạn này thời tiết nó cũng không thuận lợi lắm. Đó. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau.
Xin chào.